đưa các bạn đi ở bãi biển ở Wilson nha. Ở đây là tiểu bang Victoria, Wilson bên Úc. Biển rất là đẹp. Nhưng hôm nay thời tiết hơi lạnh nha, tại vì nay là đợt mùa đông á. Đây mình đang đi ra cái khu vực mà ngắm toàn cảnh từ trên cao đây. Thấy không? Đây là đẹp. Nước sóng nghe rì rào rì rào. Tốt nhất nơi xa, biển rất là đẹp. Đây cảnh vật này là vào buổi sáng sớm nha, nên chợ trên đây sương mù vẫn còn nè. Phía sau lưng bãi biển là vách núi trùng trùng điệp điệp luôn. Đằng xa là một bãi đá à. Cái này vào mùa hè hoặc là mùa xuân á là coi như là đẹp phá cháy luôn nha. Họ sẽ rất nhiều người ta đi du lịch. Đây bây giờ mình đi qua cái khu vực ở phía dưới này nha. Đây đó, vừa đi xuống cái khu vực này ngắm biển gần hơn nè, thấy rất là rõ nha. À, đây đang đi xuống để quẹo qua cái hướng khác. Đây có bảng chỉ dẫn nè. Đó, Whiskey Bay, đi quẹo phải 175m nữa. Còn cái khúc mình mới vừa quay cho các bạn xem là viewing area 45m bên tay trái, picnic bay thì 422m bên tay trái luôn. Giờ mình đi qua cái kè cầu này, mình đi ra cái khu vực sát với biển nha. Đây họ làm ở phía dưới á. Cầu là một cái tấm miếng lưới để phòng trường hợp trời mưa đi cho nó đường nó đừng có trơn trượt. Ở đây mấy cái khu du lịch á, chỗ nào họ cũng làm rất là an toàn để cho người đi du lịch tham quan. Đó. Càng đi vô sâu thấy càng huyền bí ha. Giờ đi lên các cây cầu nhỏ phía trước nữa đây. Wow, có mực nè. Mang mực chết rồi. Đây, đi lên đây. Đây, chuẩn bị đi ra biển đây. Hai bên là hai hàng cây. Ở dưới cái phần cát thì họ có để mấy cái thanh gỗ nối tiếp nhau để đi cho nó đừng có bị lún. Đó, bây giờ ra tới khu vực này là chỉ là cát không. Mấy cái thanh gỗ bị cát nó đắp hết trơn rồi. Đó. Nay trời mưa đang lất phất nữa nên gió ngoài biển nữa rất là lạnh.
Đó, phía trước mặt là biển đó. Biển bên này rất là trong xanh nha. Đa phần là nước rất là lạnh nên ít có người nào tắm lắm. Đó, có một nhóm đang đứng ở dưới thấy chưa? Mùa này mà họ cũng tới đây nè. Đây, sát khu vực biển luôn, nghe sóng biển đã không? Đó. Wow.